Rồi con này từ xuất xứ từ Bunsenbot nghe các bạn, bạn bấm vào continue Bunsenbot. Mẹ ghét cái thằng Bunsenbot này rất lắm lắm nha bạn, mẹ nó hên nổi. Rồi khi tham gia các bạn nhận được quan bay và móng tay các bạn. Đâu chiều ma ở đây nè, đây nè khoan mình cứ nhắn tất cả bao nhiêu ta 5 mà không biết bao nhiêu. Đầu tiên các bạn bấm vào register fan để nhận 5 tốc cận nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra, các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè cho người thân các bạn. Rồi các bạn blast lại, trời ơi qua mới blast nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram group luôn nè để nhận 4 tốc cầm. Rồi các bạn bấm vào Star VT. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Rồi các bạn Star VT. Anh em làm con này lâu rồi quên ta. Rồi các bạn join là và bấm tay các bạn. Join group nè. Rồi các bạn ghi là cái username nha các bạn. đâu các bạn vào setting mở cái các bạn vào setting mở của thêm em thay em mình nhé à cộng anh 0329931577 A à, cộng anh 0329931577 gửi cho nó các bạn. Rồi mình đã nhận được 4 token rồi phải không? Sau đó là 4.5. Rồi các bạn follow theo word. Trời ơi trời, các bạn níu nó lót đủ. Rồi các bạn bấm vào Star VT. Copy cái đường link liền. Cho mày cho đẻ. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Dự án này mới ra mới có rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn ghi lại cứu username Telegram của mình nha các bạn. Cộng anh 03299. Ủa cộng Win. Cho anh vào username theo word của mình lại. Nè nè 9. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nó. Rồi các bạn bấm Star VT. Rồi các bạn gửi cho nó nè.
thế gian là pháp vô thường, vô thường thường khổ, chỉ có tịnh diệt, diệt rồi là vui. Thiền của đạo Phật rồi, các bạn được xây dựng trên nền tảng dưới lực. Rồi các bạn quay về từ nhà của mình nè. Cho quay về từ nhà copy của mình nha các bạn. Mày thích. Buồn. Buồn ơi là buồn. Rồi các bạn vào trang cá nhân đồ ngữ của mình đây nha các bạn. Đó, mắc mặt. Rồi các bạn vào trang cá nhân đồ ngữ của mình nè. Rồi các bạn vào kênh của bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút chia sẻ nè. Mày. Các bạn sao chép đường dẫn nè. Rồi các bạn đảo lên Telegram của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đường link. Các bạn bắt đường link vào các bạn. Nó kêu subscribe không? Tu hoặc khao. Rồi, các bạn gỡ đường link. Rồi, các bạn làm tiếp nhiệm vụ là join. Join vào request party của nó nè. Không có nhận lắp cần tại ở tàu lao không? Mình đã nhận được 12,5. Rồi coi các bạn bắt địa chỉ RC20 của mình vào nha các bạn. Đây là rồi à. Máy mình tới đây cũng hết pin luôn. Rồi đây mình qua mình copy cái chỉ ETH của mình nha các bạn. Vào với chút wallet nè. Sơn đi bát chờ cho anh con số không mai để yêu em mang lấy chua cay. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Rồi sao chép nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Bạn nào có tham gia với mình cùng mình thì nhận 2.000 tóc cần nhiều khoảng ấy về nè các bạn. Kèo quá ngon. Rồi các bạn bấm vào ETH nha các bạn. Trời ơi thời sao lúc hoài không. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. John bắt địa chỉ ETH vào nó ra một cái giao diện mình đã nhận được 12 tóc cần này các bạn. Mèo mình nãy nó gỡ này cho coi các bạn cho coi.
mày. Yeah, mèo nó không gỡ vậy. Mình đập điện thoại nha mấy bạn. Bạn cho mình đập à? Nó không đập luôn à.